Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đón nhận chuông vàng vọng cổ giải tư 2007 Huỳnh Tấn Phong. Xin mời đồng tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lần đầu tiên, chúng mình tất phong xin trân trọng kính chào quý sư thầy, quý Phật tử, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Để tiếp tục chương trình, mình đã phong gửi đến quý vị một nhạc phẩm được mang tên Phật ở trong tâm của ca sĩ Mai Quốc Huy. Xin cùng thưởng thức. Trong ta tìm đâu ngày tháng xa hoa vô thường, yêu đương nhân thế mê lầm, lòng ta giải thoát chữ tâm là Phật. Phật là Phật ở trong tâm, tu tâm tu tánh. Phật là Phật tâm, một nén nhang mang chút lòng thành, lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn. Một nỗi đau ngang trái cuộc đời, một lòng thương xót mới là Phật tâm. Chư Phật mãi ở trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an lành, gửi người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tay, Phật là Phật tâm. Trong ta tìm đâu ngày tháng xa hoa vô thường, yêu đương nhân thế mê lầm, lòng ta giải thoát chữ tâm là Phật. Phật là Phật ở trong tâm, tu tâm tu tánh, Phật là Phật tâm. Một nén nhang mang chút lòng thành, lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn. Một nỗi đau ngang trái cuộc đời, một lòng thương xót mới là Phật tâm. Chư Phật mãi ở trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an lành, gửi người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tay, Phật là Phật tâm, gửi người
cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tay. Phật là Phật tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Phật tử xin kính chúc cho quý sư thầy, quý Phật tử hưởng mùa Phật đản, thân tâm an thường an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Tấn Phong, xin mời em nán lại ạ. Mô Phật. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Quỳnh Tấn Phong rất nhiều.